Theo thông tin từ ga Hải Phòng, trong ngày 27 tháng 4 và trong sáng 28 tháng 4 đã có khoảng 5.000 lượt khách đi và đến ga Hải Phòng. Xu hướng hành khách chọn đường sắt là phương tiện di chuyển tới Hải Phòng ngày càng tăng, nhất là giới trẻ. Nhiều hành khách chọn di chuyển bằng đường sắt tới Hải Phòng do thuận lợi về giao thông. Ga Hải Phòng nằm ở trung tâm thành phố, rất thuận tiện để trải nghiệm food tour, chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc thời Pháp, trong đó có nhà ga này. Đi du lịch bằng đường sắt cũng mang tới những trải nghiệm mới mẻ. Lượng hành khách đi và đến ga Hải Phòng ngày càng tăng. Trong tuần nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, có trên 20.000 lượt hành khách đi và đến ga Hải Phòng. Theo lãnh đạo ga Hải Phòng, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, các chuyến tàu đến và đi Hải Phòng đều tăng. Cụ thể, chiều Hà Nội-Hải Phòng, ngày 27 và ngày 28 tháng 4, mỗi ngày chạy thêm 2 chuyến, ngày 29 chạy thêm 1 chuyến. Chiều từ Hải Phòng đi Hà Nội, ngày 29 tháng 4 chạy thêm 1 chuyến, ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, mỗi ngày chạy thêm 2 chuyến. Để phục vụ hành khách tốt nhất, ngành đường sắt đã nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai bán vé điện tử trên nhiều nền tảng.